quê ta khuất xa chiều mến. Xuân đôi mươi cánh tay luyện thép, đánh giặc đêm ngày đàn bom khôn ngăn, tiếng ca yêu đời hò khoan gió quang, sừng sững bóng cầu Hàm Rồng đứng soi bóng dòng sông Mã chảy mênh mang ngơ. Ơi quê ta bao yêu thương vàng, nước sông tiếng hát anh hùng ơ, hùng vĩ đứng bên Hàm Rồng đó, cau chuối bờ Nam ngàn tươi xanh ngơ, tên cô dân quân hiên ngang mài mãi vàng cùng sông Mã kiên cường ơ. Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thị xã Nghi Sơn triển khai thực hiện hệ thống camera giám sát gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Phường Hải Ninh đẩy mạnh phát triển khai thác hải sản theo hướng bền vững. Chuyên mục: Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã ban hành công văn số 740 gửi các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới, đưa các hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường. Tuy nhiên, cần chủ động cập nhật và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, áp dụng các biện pháp phù hợp, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh tại đơn vị mình, đảm bảo vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội. Kể từ ngày 6 tháng 3, không hạn chế các hoạt động tập trung đông người, tuy nhiên thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế của Bộ Y tế. Trước hết là đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động nơi công cộng, các sự kiện tập trung đông người. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cần kiểm soát chặt chẽ, giám sát và yêu cầu khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với các đối tượng từ nước ngoài, tỉnh ngoài, nhất là vùng có dịch, ngăn chặn có hiệu quả kịp thời hoạt động nhập cảnh trái phép. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, khuyến khích vận động khách du lịch khai báo y tế điện tử thông qua mã QR code khi sử dụng một trong các phần mềm tờ khai y tế nCoV Bluezone. Đồng thời yêu cầu các đơn vị dán hướng dẫn khai báo y tế bằng QR code tại nơi đón tiếp, các khu vực công cộng, khu vực dịch vụ và trong phòng ngủ của khách đối với các cơ sở lưu trú du lịch. Trong quá trình thực hiện khai báo y tế bằng mã QR code, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cần liên hệ bộ phận kỹ thuật của Sở Y tế để được hướng dẫn giải quyết. Thị xã Nghi Sơn hiện có 71.079 hộ và 278.777 nhân khẩu với 31 xã phường. Đặc biệt, thị xã có khu kinh tế Nghi Sơn đã và đang trở thành khu kinh tế trọng điểm của tỉnh và cả nước với nhiều dự án lớn được đầu tư, xây dựng và đi vào hoạt động. Vì vậy, tình hình an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn luôn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Nhằm đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông, thông qua việc ứng dụng khoa học công nghệ để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thị xã Nghi Sơn triển khai xây dựng, lắp đặt hệ thống camera giám sát gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó, dự án xây dựng, lắp đặt hệ thống camera giám sát dự kiến đầu tư xây dựng đồng bộ trên toàn địa bàn thị xã với tổng mức đầu tư là 5 tỷ đồng. Dự kiến lắp đặt 184 mắt cố định, trong đó hệ thống dữ liệu hình ảnh được kiểm soát, giám sát và lưu trữ đặt tại trụ sở công an thị xã Nghi Sơn. Trước mắt trong năm 2021, thị xã sẽ lắp đặt khoảng 60 mắt cố định, vị trí tại các mục tiêu trọng điểm, trụ sở cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể cấp thị xã, các điểm nút, ngã ba, ngã tư, tuyến giao thông trọng điểm, các điểm đen về tội phạm và tai nạn giao thông trên dọc tuyến quốc lộ 1A. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, năm 2021, thị xã Nghi Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tạo điều kiện để chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững. Theo đó, Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia súc gia cầm và các sản phẩm gia cầm nhập lậu trên địa bàn. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, kế hoạch vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phường xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 năm 2021 theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn bảo vệ an toàn đàn vật nuôi, đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh và tái đàn an toàn, khuyến cáo các cơ sở chăn nuôi tái đàn theo hướng chăn nuôi hàng hóa. Chủ động nhân lực, phương tiện để triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả khi xuất hiện ổ dịch bệnh trên địa bàn. Cùng với đó, thị xã Nghi Sơn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, các biện pháp phòng chống để người dân biết, hiểu, từ đó chủ động phòng chống hiệu quả. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã hướng dẫn, đôn đốc các xã phường thực hiện các biện pháp chuyên môn, chủ động phòng chống dịch bệnh và tổ chức tái đàn an toàn, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cấp ủy chính quyền phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn đã thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế biển,
nhất là chú trọng khai thác hải sản, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho ngư dân. Trước đây, hoạt động khai thác hải sản vùng ven bờ của ngư dân phường Hải Ninh gặp nhiều khó khăn do tàu sử dụng kích điện, thiết bị khai thác hủy diệt, khiến nguồn lợi thủy sản cạn kiệt. Trước tình hình đó, phường đã thực hiện các giải pháp nhằm khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững, đồng thời phối hợp với chi cục thủy sản thành lập tổ cộng đồng quản lý nghề cá ven bờ phường Hải Ninh, thu hút được 34 tổ viên là chủ tàu cá có công suất dưới 20 cv tham gia. Thông qua hoạt động của tổ cộng đồng ngư dân chủ động tham gia cùng chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tích cực phối hợp với cơ quan có liên quan ngăn ngừa, phát hiện, truy bắt và xử lý những hành vi vi phạm trong việc khai thác bất hợp pháp, khai thác không đúng quy định. Hiện phường Hải Ninh có 474 tàu thuyền khai thác hải sản với tổng công suất 16.350 cv, trong đó có 130 tàu cá có chiều dài từ 12 mét trở lên, 7 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên. Ngư trường khai thác của ngư dân phường Hải Ninh chủ yếu ở ven bờ, vùng biển của tỉnh và một số tàu công suất lớn khai thác ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Cơ cấu tàu thuyền từng bước chuyển dịch theo hướng tăng dần số tàu cá khai thác xa bờ, giảm dần tàu khai thác gần bờ. Thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp, nên nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là cộng đồng ngư dân ven biển về quy định chống khai thác bất hợp pháp, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy hải sản có chuyển biến tích cực. Các phương tiện khai thác xa bờ không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong khai thác bị bắt giữ, xử phạt. Không còn tình trạng ngư dân sử dụng các công cụ, phương pháp khai thác hải sản mang tính hủy diệt. Một số chủ phương tiện đã cải hoán, nâng cấp tàu có công suất lớn để chuyển sang khai thác hải sản xa bờ cho hiệu quả kinh tế cao và thân thiện với môi trường. Cùng với khai thác hải sản trên địa bàn phường Hải Ninh còn có hàng trăm hộ tham gia chế biến hải sản với các sản phẩm mắm và các loại hải sản khô và cấp đông. Hiện phường đang tập trung xây dựng sản phẩm ô cốp nước mắm Hoàng Lan, hàng năm sản xuất hơn 10.000 lít nước mắm các loại cung cấp ra thị trường. Để phát triển nghề khai thác hải sản có hiệu quả, an toàn và bền vững, phường đã phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, luật thủy sản năm 2017 và kiến thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đồng thời thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình hoạt động tàu thuyền của địa phương, chủ động hướng dẫn các chủ phương tiện được phân cấp quản lý, thực hiện nghiêm các quy định về giấy phép khai thác, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển, tích cực vận động các ngư dân lắp đặt máy giám sát hành trình cho các tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên. Nghề khai thác hải sản của phường đang giải quyết việc làm cho 1.200 lao động với thu nhập đạt từ 60 đến 70 triệu đồng trên người trên năm. Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay đi bầu cử, bầu trời trong xanh hơn. Hôm nay đi bầu cử, bầu cờ thắm tươi hơn. Hôm nay đi bầu cử, trong niềm vui hân hoan. Hôm nay đi bầu cử, trong niềm vui dân tràn. Đi bầu, ta đi bầu, mọi người cùng tươi tương lai. Ta đi bầu, đi bầu, đưa chân cây có nước có tay. Đi bầu, ta đi bầu. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thế nào là người được giới thiệu ứng cử và thế nào là người tự ứng cử? Người được giới thiệu ứng cử là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan lực lượng vũ trang hoặc người lao động tiêu biểu xuất sắc đang công tác tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân, hoặc thành viên tiêu biểu của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, người của thôn, tổ dân phố, đảm bảo đủ điều kiện tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân theo quy định của luật tổ chức Quốc hội, luật tổ chức chính quyền địa phương
và được các cơ quan tổ chức đơn vị hoặc thôn tổ dân phố đối với ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã lựa chọn theo thủ tục nhất định để giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và đã hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử theo đúng quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Người tự ứng cử là người tự thấy mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội hay đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân theo quy định của luật tổ chức Quốc hội, luật tổ chức chính quyền địa phương, có nguyện vọng ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và đã hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử theo đúng quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Người ứng cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn nào? Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định tại luật tổ chức Quốc hội và luật tổ chức chính quyền địa phương. Theo các quy định mới được sửa đổi, bổ sung của hai đạo luật nói trên, thì đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân phải có các tiêu chuẩn sau đây: trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật, có bản lĩnh, quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác, có trình độ văn hóa chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm, có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội, hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân của địa phương nào thì phải là người đang cư trú hoặc công tác thường xuyên ở địa phương đó. Ngoài ra, đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đang công tác tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, ngoài việc đảm bảo các tiêu chuẩn chung, còn phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xuất sắc, có quan điểm lập trường chính trị vững vàng, có năng lực phân tích, hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, có chuyên môn kinh nghiệm thực tiễn, phù hợp với vị trí dự kiến, thể hiện trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đang công tác tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước nói chung, phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu, có tư tưởng chính trị vững vàng, có năng lực xây dựng chính sách và khả năng tổ chức hoạt động giám sát, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, phù hợp với vị trí dự kiến, thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ, đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc, tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết, những người vi phạm quy định số 126 QĐ-TU ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận, kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Ngoài các tiêu chuẩn chung nói trên, người được giới thiệu ứng cử để làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, hoạt động chuyên trách còn cần đáp ứng thêm một số tiêu chuẩn cao hơn về trình độ chuyên môn, vị trí công tác đang đảm nhiệm, về tình hình sức khỏe và độ tuổi ứng cử, tái cử, nêu cụ thể tại hướng dẫn số 36/HC/BTC-TU ngày 20 tháng 1 năm 2021. Người nào không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân? Những người không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân gồm có người chưa đủ 21 tuổi, người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của tòa án, đã có hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, người đang bị khởi tố, bị can, người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của tòa án, người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của tòa án nhưng chưa được xóa án tích, người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Thế nào là có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam? Luật số 47/2019/QH14 và luật số 65/2020/QH14 đã bổ sung vào quy định về tiêu chuẩn đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân nội dung có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Theo đó, căn cứ vào luật quốc tịch Việt Nam, người có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam được xác định theo các căn cứ quy định tại chương 2 của luật này. Người có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam phải là người không đồng thời có quốc tịch của một quốc gia khác.
Về nguyên tắc, người đang có quốc tịch nước ngoài, người có nguyện vọng và đang thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch của quốc gia khác đều không đủ điều kiện để ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Thực tế, đây không phải là quy định hoàn toàn mới, mà là nội dung đã được thể hiện nhất quán trong Hiến pháp cũng như trong các quy định và thực tiễn công tác bầu cử từ trước tới nay. Việc quy định rõ thành một tiêu chuẩn cụ thể trong các luật nói trên là nhằm khẳng định rõ hơn quan điểm của Đảng, Nhà nước và tạo sự minh bạch rõ ràng trong áp dụng pháp luật. Do đó, trong phần khai về quốc tịch, trong đơn ứng cử và các tài liệu khác trong hồ sơ ứng cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã hướng dẫn người ứng cử cần ghi rõ chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. Người ứng cử phải cam đoan về các nội dung mình đã khai. Nếu phát hiện thông tin không đúng sự thật, không như nội dung đã kê khai, thì người ứng cử phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và tùy theo nội dung, mức độ vi phạm mà có thể bị loại khỏi danh sách người ứng cử. Nếu đã trúng cử thì sẽ không được công nhận tư cách đại biểu hoặc bị bãi nhiệm đại biểu. Một người có thể đồng thời ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân ở nhiều cấp khác nhau được không? Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tối đa ở 2 cấp trong cùng một nhiệm kỳ. Nếu đã nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì chỉ được nộp thêm hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở 1 cấp nữa. Trường hợp người ứng cử vi phạm quy định nói trên, ví dụ như nộp đơn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cả ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thì sẽ bị coi là có vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử và bị xóa tên trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở tất cả các cấp mà người đó đã nộp hồ sơ ứng cử. Nếu sau khi có kết quả bầu cử mới bị phát hiện, thì không được công nhận tư cách đại biểu ở tất cả các cấp mà người đó đã trúng cử. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân có thể là thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử được không? Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân không được làm thành viên ban bầu cử hoặc tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử hay khu vực bỏ phiếu nơi mình có tên trong danh sách chính thức những người ứng cử. Nếu đã là thành viên của ban bầu cử hoặc tổ bầu cử ở đơn vị mình ứng cử, thì người ứng cử phải rút ra khỏi danh sách thành viên của tổ chức phụ trách bầu cử đó kể từ ngày được ghi tên vào danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử. Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân gồm những gì? Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân gồm có đơn ứng cử, sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú, tiểu sử tóm tắt. Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 3 ảnh chân dung màu nền trắng cỡ 4cm x 6cm, không kể ảnh dán trên sơ yếu lý lịch và tiểu sử tóm tắt. Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử. Trong sơ yếu lý lịch, tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú. Bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng. Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo nghị quyết số 41 NQHDBC của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải đảm bảo đúng theo các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử do Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử. Người ứng cử có phải nộp giấy khám sức khỏe để chứng minh mình đáp ứng tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân hay không? Theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân thì trong hồ sơ ứng cử không bao gồm giấy khám sức khỏe. Trong hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, ở các mẫu sơ yếu lý lịch và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, các mẫu số 0203-HDBC-QH và 0708-HDBC-HDNC đều có các mục kê khai thể hiện cụ thể các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Trong đó có mục tình trạng sức khỏe để người ứng cử tự kê khai và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung mình đã kê khai trong hồ sơ ứng cử. Do đó, khi nộp hồ sơ ứng cử gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử không phải nộp kèm theo giấy khám sức khỏe. Theo hướng dẫn số 36HCBTCTU ngày 20 tháng 1 năm 2021, của Ban Tổ chức Trung ương có nêu yêu cầu về tiêu chuẩn sức khỏe
là để đáp ứng riêng đối với các trường hợp được giới thiệu ứng cử để làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Theo đó, người được giới thiệu ứng cử phải được cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận đủ sức khỏe trong thời gian không quá 6 tháng, tính đến tháng 5 năm 2021. Cụ thể là đối với cán bộ ở các cơ quan trung ương do Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương hướng dẫn, xác định cơ sở y tế để khám sức khỏe. Đối với cán bộ ở địa phương do Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn, xác định cơ sở y tế để khám sức khỏe. Kết quả khám sức khỏe này sẽ làm căn cứ cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng trong quá trình xem xét, lựa chọn nhân sự, giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân để hoạt động chuyên trách tại Quốc hội, Hội đồng Nhân dân trong nhiệm kỳ 2021-2026. Khi đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị thống nhất giới thiệu, ra ứng cử, thì người được giới thiệu ứng cử thực hiện việc lập và nộp hồ sơ với các thành phần, tài liệu theo quy định tại Điều 35 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân và Nghị quyết số 41 NQHDBCQG của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Honda Phát xin kính chào quý khách. Honda Phát là cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm có 8 đại lý trên toàn quốc. Honda Phát nay đã có mặt tại thị xã Nghi Sơn với đại lý Honda Phát 7 tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, đối diện Vincom Tĩnh Gia. Chào tháng 3, chào mừng ngày quốc tế phụ nữ, Honda Phát dành tặng những món quà ý nghĩa cho quý khách hàng trong tháng 3 như sau: tặng ngay mũ bảo hiểm có kính chắn gió và móc khóa cho tất cả khách hàng mua xe, xe côn tay Win X giảm đến 7 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng, tặng thêm voucher 1 triệu đồng, trả góp 0% lãi suất, mua xe online qua kênh Facebook giảm giá lên đến 500.000 đồng. Ngoài ra, nhằm hỗ trợ khách hàng có nhu cầu lên đời xe mới, Honda Phát triển khai chương trình thu cũ đổi mới, thu mua xe cũ giá cao, thủ tục đơn giản, nhanh chóng, hỗ trợ mua xe trả góp. Khách hàng đến sửa chữa lần đầu sẽ trở thành thành viên của Honda Phát với các đặc quyền như sau: có ngay 30.000 đồng trong thẻ thành viên áp dụng cho lần sửa chữa tiếp theo, tích lũy đến 15% đối với các lần làm dịch vụ theo các hàng thẻ, sửa xe miễn phí, mua xe máy, sửa xe máy đến ngay Hưng Phát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.